Rồi, ok, xin chào các bạn. Thì em đang có hai cái hộp mà điện thoại các bạn. Thì các bạn biết ở đây vừa rồi thì Viettel người ta bị F0 ấy, cho nên là gần như là tắc, không thể mà chuyển được máy nào ấy. Các bác thương gia cũng rất là khổ sở. Thì hôm nay là may mắn là em đã nhận được hai cái món hàng ở đây. Thì hai cái món hàng này ấy, thì có một con Win này của em, một con G8 và một con V50 của hai bác trong nhóm nhờ gửi về để em test ấy. Thì hôm nay em sẽ test con G8 cho bác xem nhé, tại vì con V50 ấy thì em test rồi. Thì em sẽ test con G8. Cái hộp này nặng hơn thì chắc là con Win ở trong này. Con này nhẹ hơn V50. Thì con V50 tạm thời em bỏ ra đã nhé. Em sẽ mở cái hộp của con G8 này trước. Các bác nếu mà thấy cái đoạn này nó lâu ấy thì các bác cứ tua đi thôi, tại vì em cũng lười sửa chỉnh sửa ấy. Không có thời gian ấy mà. Cái này gửi bằng xe đò các bạn, gửi bằng xe đò từ Hà Nội về Hưng Yên. Cũng may là có xe mà gửi chứ không thì cũng chả biết làm thế nào luôn. Dịch như này mà nhà nước cấm cả mấy ông shipper đó thì không biết là giao thương bằng cái gì nữa. Rất là khổ. Rồi, ok, đã ra rồi. Đây là cái có mở đường nào nhỉ, cho mở đường này đi. Ok rồi, đây là một cái cáp sạc, cứ bỏ tạm đây nhé. Cáp sạc này, đây là củ sạc này, củ sạc của Samsung các bạn. Cái này như là do yêu cầu của người người mua thôi, thì bác ấy đưa cho coi củ Samsung, chứ bình thường thì nó sẽ là củ LG. Em vẫn thích cái củ LG hơn, không biết các bác thế nào nhưng mà em vẫn thích cái củ của LG hơn. Trông nó cầm nó chắc chắn và nó chất, còn tùy các bác thôi. Các bác nghĩ là như cái củ này củ 25W, thì các bác nghĩ là cái củ 25W ấy thì nó sẽ sạc nhanh hơn, nhưng mà thực ra là không phải nhé. Cái con G8 hoặc là cái con V50 ấy, nó chỉ hỗ trợ lên đến 18W thôi, cho nên các bác có dùng cái củ nhanh hơn mạnh hơn ấy, thì cũng không nhanh hơn đâu. Nên cho các bác cũng không cần thiết phải dùng cái củ mạnh hơn. Đây là con Win này, Win này của em nhé, con Win này là của em. Đấy. Cái Win này thì em sẽ nói sau, em cứ để chỗ khác nha, Win này em sẽ nói sau. Bỏ ra chỗ khác cái Win. Ok, hôm nay sẽ tập trung vào con G8, tại vì con G8 này thì em chưa chưa làm cái clip test nó bao giờ, thì em sẽ tập trung vào con G8. Rồi. Thì đây là cái con G8, bộ của nó đây. Một cái để em xem lại chính xác xem là củ sạc là bao nhiêu watt. Này, không biết các bác có nhìn thấy không? Ok, 9 nhân với 2,7, 9, 3, 9, 2, 18, 18 mà. Ê, thôi các bác nhìn đi, em cũng chả biết là nó bao nhiêu watt luôn đấy. Đọc khó quá, chữ nó viết di dít luôn. Đây là cái cáp sạc, test luôn cả cái sạc. Thì cái đầu này là đầu xi chăng xi nhé, cũng khá là ổn. Cũng nhìn nói chung là cái hàng linh kiện này thì nó cũng được thôi, chứ không phải là hàng xịn hẳn. Ok, thì đây là bỏ ra chỗ khác nhé. Đây là cái con G8 Hàn màu xanh, và tặng một cái ốp mỏng, ốp silicone đây thôi. Đây, đây là cái con G8. Em sẽ quay cận cảnh này cho các bác xem nhé. Rồi, kiếm cái gì lau đã, cái lau đâu mất tiêu rồi, thôi bỏ đi. Thế đây, em sẽ cho các bác xem từ cái cạnh dưới này. Đây, cạnh dưới nhé, cạnh dưới gần như chưa xước một tí nào luôn. Mấy các bác nhìn đó không, chỉ hơi hơi xước ở chỗ cái chân sạc này thôi, còn gần như chưa xước một tí nào luôn. Đó, đây là cạnh phải này, lau qua đi để em soi kỹ xem nào.
cạnh phải cũng chưa xước một tí nào luôn, góc này, cái góc này cũng chưa xước tí nào, cạnh phải đây cũng chưa xước tí nào luôn. Rồi ok, cạnh trên góc này này, góc này cũng chưa xước tí nào này, cạnh trên cũng chưa xước tí nào luôn các bạn. Rồi ok, đây là cạnh trái, thì đây là cái cạnh trái mình soi này. Ok, cũng chưa xước một tí nào luôn các bạn, tất cả các góc, tất cả các góc luôn nha các bạn, các góc này chưa xước một tí nào luôn, góc này cũng chưa xước tí nào luôn. Con G8 này phải nói là rất là mới luôn các bạn. Các bác chờ tí nhé, em sẽ đi em lấy một cái khăn lau với các bác, em lấy cái khăn lau để em lau nó đi chứ không có khăn lau thì hơi buồn. Nó chờ một chút xíu, không biết cái khăn lau đâu, không biết. Buồn cười lắm nhỉ. Khăn lau của mình đâu? Thôi giờ này rồi. Ok các bác, em lấy lên một cái rẻ, cái rẻ này thì không không phải rẻ ngon cho lắm nhưng mà nó cũng mềm. Lau đi cho các bác biết được, nhất là cái cụm cam này. Đây, trước tiên em sẽ soi ở mặt lưng ở cái cụm cam này. Thì đây, em sẽ gần soi rất kỹ đây, nghiêng vào ánh điện này. Đó, đây các bác có nhìn thấy không? Nhưng mà nó cũng gần như là không xước một tí nào luôn, cụm cam. À, ánh điện này. Đó, cụ vân tay cũng thế. À, cái mặt lưng này thì xước răm răm một chút xíu thôi, gần như là một chút xíu đây này, nghiêng nghiêng các bác thấy chưa, răm chút xíu xíu ở đây thôi. Cái này coi như không đáng kể luôn. Đấy, mặt lưng thì em thấy là ok rồi. Mặt trước này, em sẽ lau cái mặt trước đi. À, cái lau cái khăn này nó hơi bụi các bạn, em mất lau nó hơi bụi. Mặt trước đây em sẽ cho các bác xem. Mặt trước thì nó hơi đen cho nên các bác sẽ có thể là nhìn ở qua camera sẽ không thấy, còn đây như em nhìn này này, nó cũng trời không xước một tí nào luôn đấy các bạn, không xước một tí nào luôn đấy. Và em nghiêng ánh điện này, nghiêng ánh điện không có dấu hiệu của cái việc mà bị ép kính ấy. Khi mà nếu mà ép kính ấy, các bác nghiêng ánh điện như thế này này, các bác sẽ nhìn thấy cái vết hằn hoặc cái vết dấu hiệu của việc ép kính ấy. Nhưng còn cái này thì chưa xước tí nào luôn. Đấy, độ hở của cái cái viền này, này các bác có thể thấy không, đấy nó rở rất là nhỏ luôn. Đương nhiên thì cái độ hoàn thiện của LG thì các bác cũng biết rồi đấy, nó không được ngon lành cho lắm nhưng mà như thế này là quá tuyệt vời rồi. Đây như các bác em thấy con này, em thấy con này nó phải đẹp gần như là gần như 100% luôn đấy các bác. Em khởi động nó lên nào. Đấy, em đang khởi động nó lên đây. Nếu như về ngoại hình con này thì em quá là ưng luôn, quá là đẹp luôn. Đến em là một thằng mà soi cái máy rất là kỹ nhưng mà nếu mà cái máy này mà bác nào mà nhận mà còn chê ngoại hình con máy này thì em cũng chịu luôn, nó thật là quá chịu luôn. Con này mẹ à, các bốn góc các thứ quá đẹp luôn, không một vấn đề gì luôn. Đấy, em sẽ test cái màn hình xem thế nào nhé, tại vì cái màn hình sẽ là cái quan trọng nhất. Sao thăng 5, 4, 6, 3, 6, 8, thăng sao, thăng hay không thăng. Đó, test màn hình LCD test. Rồi, để cái anh không mở này, các bác nên tắt cái điện đi nhá. Nhưng mà em thì em soi cũng quật quen này, em cũng chả cần tắt. Em che tay cái thứ, che tay các bác cũng nhìn thấy là cái cảm biến tiệm cận nó đang hoạt động chả sao cả. Đó, màn hình con này đẹp cực kỳ luôn. Đấy, có những con G8 ấy màn hình nó sẽ ở cái phần trên này nó sẽ hơi ngả xanh hơn một chút và cái phần dưới này nó sẽ hơi ngả vàng hơn một chút, thì con này cũng có hiện tượng đó nhưng mà nó rất là nhẹ luôn. Nếu như các bác nhìn qua camera này các bác không thể thấy được luôn, nhưng mà em nhìn trực tiếp thì em sẽ hơi hơi thấy thôi. Đấy, còn chưa mố, chưa có vấn đề gì luôn, chưa lưu ảnh luôn, chưa vấn đề gì luôn. Rồi ok, màn quá đẹp luôn. Đẹp pin này, pin đây thì các bác thấy con số này 371 lần sạc. Thì ok, cái đấy thì thông số đấy thì có thể đúng có thể sai nhưng mà các bác cũng chỉ cần tham khảo là được rồi. Quan trọng ở đây cái này nữa này, cái này thì các bác có thấy này, đây là 3144 này, thì cái con G8 này cái dung lượng của nó là 3500, thì 31 này ấy, thì nếu như mà theo lý thuyết ấy,
thì là nó đã bị chai một chút xíu, nhưng mà các bạn không thể là mà đòi hỏi hơn được nữa, tại vì con G8 này nó ra 2 năm rồi, nó bắt buộc phải chai thôi, thì các bác không dùng, các bác để trưng bày không nó cũng phải chai pin thôi. Như thế này em thấy là ổn, và cái thông số này cũng chỉ tham khảo thôi, để em phải có cái test nó chạy nó mấy ngày thì mới biết được, hoặc là test quay camera bật flash cứ xem nó thế nào thôi, nhưng mà sơ bộ thì em thấy nó ok rồi. Ok, đây cần test cái gì nữa nhỉ? À, test áp suất nhé. À, em xin rồi, test áp suất. À, trên tủ test cái máy tiếp cận. Đó, các bạn thấy không? Đó, cái máy tiếp cận ok nhé. À, ở trong cái cảm biến tiếp cận này các bác có thể test được các nút nữa. Đấy, nút này. Đấy, nút N này, nút như là cái nút Google Assistant này. Đấy, ok, các nút ok, cảm biến tiếp cận ok. Em sẽ test cái quan trọng là cái áp suất. Thì áp suất thì các bác cũng biết rồi đấy, 2 năm rồi thì chưa chắc nó con này đã còn ngon, nhưng mà đây các bác thử này, nó là 0,009, 0,9. Đấy, thì có nhìn nhận nhá, em sẽ bóp nhá. 1, 2, 3, bóp. Đấy, nó lên được 1.4, 1 chấm mấy này, lại này. Một, đấy, 1.45. Thì nhiều bác ấy cứ bảo là cái con số này nó nhỏ hoặc làm sao đấy, các bác nghi ngờ áp suất ấy. Thì các bác không quan tâm đến việc con số này nó hiển thị bao nhiêu nhá, mà các bác chỉ quan tâm là cái độ chênh lệch khi mà trước khi bóp và sau khi bóp ấy, thì đó mới là cái các bác quan tâm. Ví dụ đang là 0,9 này nhá, bóp thì nó lên 1.4, 1.5 ấy, thì nó là ok, có nghĩa là trong khoảng từ khoảng 0.5 đến khoảng 2.0 ấy, 2.0 thì hơi lớn, nhưng mà cầm 0.5 trở lên đến 1 chấm mấy thôi thì là ok. Chứ còn các bác bảo là con số này nó nhỏ hoặc lớn ấy, nó không, các bác không yên tâm ấy, thì không phải nhé, mà các bác phải quan tâm là trước khi bóp nó bao nhiêu và sau khi bóp bao nhiêu, bác trừ đi khoảng trên 0.5 là ok. Hay các bác có hiểu không? Em nghĩ là các bác hiểu. Rồi vấn đề nữa là các bác nghĩ là bóp như này ấy, khi mà nó nhảy lên rồi thì nó giữ nghiêm cái giá trị nhảy lên đấy, nhưng thì cũng không phải nhé, bóp lên nó nhảy lên và nó sẽ bị xuống. Đó, như con này nó rất là ok nhé, con này áp suất còn tuyệt vời luôn. Rồi thoát ra, thoát cái này hơi lâu các bạn. Ok, áp suất ok. Em sẽ cái việc mà cắm, à tôi cứ cắm sim nghe gọi đi, em cắm sim nghe gọi luôn, tại vì mất công test rồi. Em có con G8 đỏ này. Rồi, cái này thoát ra, cắm cái sim của em vào. Ở bên này còn test cái gì nữa nhỉ? À, tí nữa em test camera, nhưng mà trong thời gian đấy em sẽ cắm cái sim vào xem nó có nhận không nữa nhé. Ô, cái này hơi to à? Cái chóc sim này hơi to. Không làm sao. Ok. Cắm. Rồi, xem còn cái test cái gì nữa nhỉ. Camera thì em để ra ngoài em test nhé. Cần cái gì nữa? À, cảm ứng. Rồi, ok, cảm ứng rất quan trọng. Con G8 nó hơi bị chết cái cảm ứng ở cái đoạn này này. Con của em kia cũng đã chết cái đoạn đấy. Con này xem thế nào. Ok, không sao, không chết. Clip của em thì làm sẽ rất là dài, bác nào kiên nhẫn thì mới xem được thôi, chứ còn các bạn xem tua thì nhiều khi những lúc mà em nói các bác không để ý là các bác hay hỏi lại lắm. Các bác hay hỏi những câu em đã làm clip hoặc là những câu mà nó hơi là cơ bản, nhiều lúc em cũng không muốn trả lời đâu, nhưng mà thôi vẫn phải trả lời thôi. Ok, cảm ứng ok. Rồi, GPS rung ring này, tinh ok này, chuông ok này, rung này, đấy, đang rung này, hai các bác nhìn nghe rung này. Ok, còn một cái camera nữa nhá, em sẽ ra ngoài em test. Đây thì camera đây, à nó lên sim rồi nhá, nó nhận sim rồi nhá các bác, gọi 0900 nhá. Đấy, tiệm cận này, ok nhá.
Ok. Nhà SIM ok. Cái chỗ em cái sóng Viettel nó rất là yếu luôn. Ở trong phòng biết ở trong phòng cái mạng nào ở ở chế độ E luôn ấy, rất là yếu luôn. Thế cái đấy em trên này không, nó sẽ không có 4G ở chỗ này đâu. Nhưng mà chạy vào như thế này là ok rồi. Được, camera. Đây các bác thấy này, camera trước này. Ok, camera trước. Chuyện camera sau. Đây là góc rộng rồi. Góc bình thường. Góc vườn. Đó, thì bây giờ em sẽ test tranh thủ test cái pin luôn. Test cái pin luôn nó như nào. Đây. Em sẽ cài đặt cái camera lên ở cái chế độ video lên 4K luôn. 4K. Đây. Chưa đặt HDR. Ơ, sao không bật được 4K kia nhỉ? Không được 4K 6 m nhỉ? Con G8 không được lên được à? Vô lý. À, con của em đã bị hỏng camera rồi. Rồi, ok. 4K. À, bật flash luôn. Đấy, đang ở 4K nhé các bác. Đang 4K này, bật flash nhé. Và đang là 26%. Em sẽ chạy 2 phút xem như thế nào. Rồi, ok, 2 phút bắt đầu. Thì các bác xem clip của em với các bác chịu khó một chút nhé. Em làm nó không chuyên nghiệp, nó ăn nói nó cũng không được lưu loát. Nói chung nhiều lúc ăn nói còn mắc dậy nữa, nhưng nhiều khi các bác xem cái clip của em nó ức chế thì các bác cũng mong các bác thông cảm. Ok, đang là quay cái này trong vòng 2 phút. Ok. Đợi tí các bạn, đợi tí tranh thủ em nghịch nghịch cái đàn cho nó vui. Ok. Để các bác biết được cái thu âm của nó xem thế nào. À đâu, đâu có quay bằng con này đâu. Được 2 phút rồi. Rồi ok, 1 phút rưỡi rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Ngồi đợi nó 1 phút rưỡi, 1 phút. À, đang để ở cái góc cái góc gần cho nên là nó không 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 bật được 4K 60fps, chứ để cái góc thường này thì nó sẽ bật được thôi. Quên đấy các bạn. Rồi ok, như thế này là em thấy là rất ổn. 2 phút. Ok. Tắt đi. Đấy thì các bác thấy không? Nó từ 26 nó xuống đến 24 thì nó trong vòng 2 phút quay 4K đấy nó mất 2%. Thì như mọi cái máy em test khoảng như thế nó 200 là em thấy nó ok. À, đương nhiên thì phải dùng, nếu mà các bác muốn test pin chuẩn các bác phải dùng mấy ngày các bác mới biết được, chứ test như thế nó cũng chỉ là một cái ví dụ để các bác biết thôi. Đó thì cái con máy G8 này màu xanh này phải nói là ngoại hình nó rất là đẹp, ngoại hình rất là đẹp luôn, và màn hình đẹp ok, camera ok, pin em đánh giá là ok. Còn cái gì nữa, cảm biến tiệm cận cũng ok, áp suất cũng ok, nói chung là camera không có bụi nhé, không hề có bụi nào đâu. Đấy. Ok, còn nhiều bác ấy thấy cái camera trước này này mà nó bị lệch ấy, nó bị lệch lệch hơi lệch so với cái khung viền ấy, cái khung chiếu của nó ấy. Nhiều bác bảo là nhiều bác bảo là như thế là bị tháo ra rồi, nhưng mà không phải đâu các bác. Thực ra là cái nhà sản xuất vẫn làm, có rất nhiều con bị lệch như thế, có con thì có được công nhận là cân nhưng mà có con thì lệch, chứ không phải là con cứ con nào mà lệch thì nó là hỏng đâu. À quên, còn cái vân tay nữa các bạn, em sẽ test cái vân tay. Vân tay có quan trọng đây, như thế này là các bác biết là còn vân tay kiểu mẫu. Em hay để như này nhé, các bác nào em mà quên khóa thì các bác mở theo hình chữ L như thế nhé. Đây, vân tay như thế này là ok rồi. Ok, xong.
Mở bàn tay nha. Đó, ok. À, tiếp theo là một cái khóa bằng khuôn mặt nữa. Thì cái con G8 này ấy, nó có mở khóa bằng khuôn mặt. Cho nên là em phải test cái đấy xem nó thế nào. Về unlock này. Kế tiếp. Bắt đầu. Đây em sẽ cho nó vào cái mặt của em. Rồi, ok. Rồi, này sẽ mở này, mở mặt này. Đó, quá đẹp luôn, xong luôn. Ok, vân tay ok. À quên cái khuôn mặt ok. Còn nó còn cái khóa bằng lòng bàn tay nữa, nhưng mà lòng bàn tay thì nó cũng hoạt động tương tự như cái Face Unlock, à, cũng cái khuôn mặt thôi chứ là không cần phải test. Nó chỉ thay bằng cái khuôn mặt thôi, dễ thôi. Ok. Nói chung là con máy này em thấy là ngon, không một vấn đề gì luôn. Ngoại trừ cái vấn đề về pin thì chưa test được sâu, nhưng mà như thế là em thấy là cũng ok rồi. Ok, các bác, chào các bác nhé. Các bác nào mà mua con máy G8 như này thì các bác có thể test theo cái mấy cái cơ bản mà em vừa test thôi, chứ còn nhiều khi là cũng phải test sâu sâu, cũng phải dùng mấy ngày nó biết được xin là lỗi thôi. Nhưng mà các bác nếu mà ở cửa hàng hoặc là test nhanh ấy, thì các bác sử dụng test như thế là cũng khá là đầy đủ rồi. Rồi ok, chào các bác.